switch to their aggro. They knock down Wolf instead, 5v3 in mid. In the moment of truth, they flash on Faker, and they take out the heart of SK Telecom. Faker had no flash when the fight started. They knew that, so they used everything to kill him. A game-winning pick, a championship-winning pick for Ruler. That might be the Flash R that signals the end of the SKT dynasty. There are no turrets. It is 5 versus 3. Hooney, do you have what it takes to win the game? Bang certainly does not. Ruler on the Nexus. The upset is complete as the kills come through. The SKT dynasty is over. Samsung datang. Samsung datang. Samsung datang SKT 3-0. Anh hoàn toàn đúng, Samsung đã thắng SKT 3-0 và họ đã có chức vô địch thế giới một cách vô cùng xứng đáng. Chúng ta hoàn toàn hiểu được nỗi vui mừng bùng nổ của Samsung Galaxy. Họ làm được điều không tưởng, họ hủy diệt SKT 3-0 trong trận chung kết. Và đây là chức vô địch thứ hai của Samsung Galaxy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nước mắt lăn dài trên mặt của Faker. Anh ta nói rằng nếu như thất bại ngày hôm nay sẽ là một nỗi thất vọng cực kỳ lớn. Và không chỉ là thất bại, họ bị hủy diệt 0-3. SKT thua. SKT thua thì có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới? Mấy cái thằng nước ngoài kệ mẹ nó đi. Ui dồi, tưởng cái gì? Mấy cái thằng SKT Hàn Quốc gì? Thua kệ mẹ nó. Ảnh hưởng đeo đến hòa bình thế giới. Thằng ấy thua chim tôi vẫn 50cm. Anh em phá vẩn của S với chả KT. Cái mẹ mấy thằng Hàn bẩn. Hàn sẻng. Biết đấy. Anh em ta chơi game nó sướng. Ết đeo. Nói thật với anh em, tôi quan tâm đéo gì đến Liên Minh Huyền Thoại đéo đâu. Hai team của Việt Nam đi bị loại mẹ rồi, mình quan tâm đéo nữa. Không biết đâu. Mấy thằng Hàn kệ mẹ đi.